Ngay sau khi nhận được văn bản hỏa tốc của Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast về việc một số doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nhân điều đang kêu cứu, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tích cực hỗ trợ tìm cách giải quyết vụ 100 container hạt điều xuất sang nước này có nguy cơ bị lừa đảo. Trước khi nhận được công văn của Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast thông báo một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán khi xuất khẩu hạt điều sang Italia, ngày 8 tháng 3, Thương vụ Việt Nam tại Italy đã nhận được một số lời kêu cứu của các doanh nghiệp và chủ động liên hệ với các chủ tàu, các đối tác Italy để xác minh thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. Ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của các công ty và Vinacast, Thương vụ Việt Nam tại Italy đã hướng dẫn những việc cần làm, đồng thời đề nghị liên hệ với Tòa án Kinh tế Quốc tế, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế tại Việt Nam, có ý kiến với các hãng tàu để họ không giao hàng cho người nhận hàng có bộ hồ sơ gốc tại Italy. Vào ngày 8 tháng 3, đại diện thương vụ đã liên hệ và trực tiếp đến hãng tàu Costco tại thành phố cảng Genoa, phía tây Italy. Cách đây hơn 2 năm, Thương vụ Việt Nam tại Italy cũng đã giúp xử lý vụ lừa 2 container hạt điều do một công ty Tây Ban Nha mua, yêu cầu gửi hàng đến cảng ở Hy Lạp, gửi từ Italy giấy xác nhận giả của ngân hàng là đã chuyển tiền cho nhà xuất khẩu Việt Nam và đã được phía Việt Nam gửi bộ chứng từ gốc. Cũng trong vụ việc này, chiều muộn ngày 9 tháng 3, Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast đã thông tin với báo chí vụ việc có liên quan đến lô hàng gồm 100 container xuất khẩu nhân điều sang Italy có dấu hiệu lừa đảo. Phó Chủ tịch Thường trực Vinacast Bạch Khánh Nhật cho biết, trước đây có một doanh nghiệp đứng ra tập hợp các doanh nghiệp sản xuất hạt điều để đưa hàng xuất khẩu sang Italia. Số lượng đăng ký ban đầu là 100 container được xuất đi từ tháng 2 năm 2022, ngay thời điểm Tết Nguyên đán. Có một số lô hàng đã xuất đi và nhiều lô hàng đang nằm tại cảng. Trong thời gian này, các doanh nghiệp phát hiện ra có yếu tố lừa đảo nên một số đã ngăn chặn kịp thời. Đến thời điểm này, thì doanh nghiệp Việt Nam đã mất quyền kiểm soát 36 bộ chứng từ hàng hóa, tương đương 36 container điều với tổng trị giá là 7,025 triệu đô la Mỹ, tương đương 162 tỷ đồng.